Dohaco, hãy hành động vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Phong trào bảo vệ môi trường đang phát triển mạnh. Những sản phẩm thân thiện môi trường từ giấy được ưa chuộng hơn, hứa hẹn những tiềm năng phát triển không hề nhỏ cho ngành, đặc biệt là lĩnh vực giấy bao bì thực phẩm. Nhạy bén nắm bắt xu thế, công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre đã phát triển sản phẩm giấy công nghiệp và bao bì càng tông với thương hiệu Dohaco và Giao Long Paper, cùng tham vọng chiếm lĩnh thị trường và thực hiện cam kết hành động và phát triển bền vững. Được thành lập từ năm 1994, từ một doanh nghiệp còn non trẻ, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh giấy và sản xuất bao bì. Sau hơn 28 năm không ngừng học hỏi và phát triển, đến nay, công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre đã đạt được nhiều thành công, có vị trí vững vàng trên thị trường, đủ tiềm năng và nguồn lực phát triển để sẵn sàng vươn mình ra thế giới. Nhà máy tọa lạc tại vị trí đắc địa khu công nghiệp Giao Long, tỉnh Bến Tre, có tổng diện tích lên đến 11 hectare. Hiện công ty có 3 nhà máy là nhà máy Giao Long 1, nhà máy Giao Long 2 và nhà máy bao bì đi vào hoạt động. Thêm vào đó, Dohaco còn sở hữu một công ty con với 100% vốn góp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao bì Bến Tre. Với dây chuyền sản xuất hiện đại và quy trình làm việc hiệu quả, các sản phẩm của Dohaco đạt được rất nhiều thành tích, được giới chuyên môn đánh giá cao. Hai nhà máy sản xuất công nghiệp với công suất BM1 60.000 tấn một năm và BM2 200.000 tấn một năm. Các nhà máy sản xuất bao bì có khả năng cung cấp số lượng lớn, tương đương 335.000 m2 trên ngày và 405.000 sản phẩm trên ngày. Để có được thành quả như ngày hôm nay thì phải kể đến hơn 500 cán bộ công nhân viên giàu tâm huyết. Những con người luôn âm thầm lặng lẽ và không ngừng cố gắng tạo nên những sản phẩm chất lượng cao, mang đến cho khách hàng đúng với tôn chỉ hoạt động. Dohaco cam kết mang đến lợi ích tối đa cho khách hàng. Các nhà máy đã được đầu tư trang thiết bị, hệ thống máy móc thiết bị tự động hóa, đồng bộ theo quy trình sản xuất khép kín từ châu Âu, từ xử lý giấy nguyên liệu OCC đến thành phẩm giấy công nghiệp, giấy cạc tông, bao bì cạc tông. Quy trình sản xuất giấy gồm các công đoạn chính sau: hệ thống xử lý bột, hệ thống máy xeo giấy, đi kèm đó là hệ thống xử lý nước thải. Hệ thống xử lý bột sử dụng công nghệ tan trống tiên tiến nhất hiện nay. Nguyên liệu được sử dụng 80% là giấy nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu, Mỹ, Nhật. Hệ thống máy xeo giấy, thiết bị chính được nhập từ châu Âu, vô cùng hiện đại, đảm bảo các tiêu chí về an toàn và chất lượng sản phẩm. Hệ thống kiểm tra chất lượng giấy như định lượng, độ ẩm, màu online, điều khiển ABB, khổ giấy thành phẩm 5050mm, 1 giờ sản xuất được 35 tấn giấy. Giai đoạn tiếp theo, chia cuộn, đóng gói là kết thúc quá trình sản xuất. Với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, sản phẩm được kiểm tra các thông số trong phòng thí nghiệm, đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn công bố, chọn đặt uy tín, trung thực, chữ tâm luôn đặt lên hàng đầu. Hệ thống xử lý nước thải được kiểm tra liên tục, sử dụng công nghệ xử lý hiện đại bậc nhất, hoàn toàn đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đã cam kết. Đối với sản xuất giấy cạc tông và bao bì cạc tông, những cuộn giấy công nghiệp sẽ được đưa vào hệ thống máy dẫn sóng để sản xuất giấy cạc tông 3 lớp, 5 lớp với kích thước từ 900 đến 2200cm. Sau đó, nhờ công nghệ Inflexo hiện đại, công ty sẽ tạo ra những sản phẩm thùng cạc tông đa dạng về chủng loại, màu sắc, kích thước khác nhau. Đi kèm đó là sản lượng sản xuất lớn, lên đến 405.000 sản phẩm trên ngày. Sau khi được xử lý hàng loạt công đoạn, bước cuối cùng là phải trải qua các công đoạn đóng, bế, dán, tùy theo yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm đặc biệt được ưa chuộng trong các ngành chế biến thủy sản, nông sản, trái cây, rau củ quả, thực phẩm, thức uống, dược phẩm, điện, điện tử, may mặc, giày da và các ngành công nghiệp khác. Các dòng sản phẩm chính của công ty Đông Hải cung cấp ra thị trường gồm giấy testliner, giấy medium, các sản phẩm bao bì cạc tông. Cùng với bề dày tích lũy trên 28 năm kinh nghiệm, Dohaco đủ khả năng đáp ứng thỏa mãn các nhu cầu bao gói hàng hóa và tiêu dùng ngày một khắt khe của khách hàng trong và ngoài nước. Tâm huyết, chất lượng và uy tín, các sản phẩm của Dohaco nhận được sự tín nhiệm và tin dùng từ phía khách hàng trên khắp cả nước. Đồng hành cùng lối sống xanh hiện đại, Dohaco luôn tìm tòi, nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và có hành động thiết thực trong công việc hàng ngày của mình, kể cả ý thức và trách nhiệm trong ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ môi trường.